vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1800 1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Đến trưa nay, trong khi các tỉnh thành miền Bắc trời có mây ngăn bớt nắng, thì miền Trung trở vào Nam Bộ gần như là không có mây che phủ, nắng chang chang. Trong đó, nơi nắng mạnh và nóng nhất phải kể đến là miền Trung. Dưới tác động của hiệu ứng phơn, trong chiều nay, nắng nóng diện rộng sẽ tiếp diễn khắp từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, một số nơi trên 37 độ. Lưu ý là thời gian nóng nhất sẽ là từ 12 đến 16 giờ. Tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời, quý vị đừng quên trang bị các vật dụng, uống đủ nước để phòng say nắng, say nóng. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ ít mưa, nắng sẽ duy trì đến cuối chiều, nhưng nhiệt độ sẽ có sự khác biệt giữa hai khu vực. Các thành phố như Pleiku, Buôn Ma Thuột hay Kon Tum từ 29 đến 31 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác ở Nam Bộ khá nóng, nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 34 độ. Ở miền Bắc thì tại các thành phố Sơn La, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Việt Trì, dự báo là chiều nay trời lúc nắng, lúc nhiều mây và có thể có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, cảm giác còn oi nóng nhưng sẽ dịu hơn so với hôm qua. Riêng Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, nhiệt độ khoảng 28 đến 31 độ. Chuyển sang diễn biến cơn bão số 8, dự báo 12 đến 24 giờ tới sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông Trung Quốc và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, đôi lúc có mưa rào khiến tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km. Còn từ Vịnh Bắc Bộ xuống Cà Mau trở ra hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ít mưa, có nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió từ cấp 3 đến cấp 5. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.